chào cô chú và các bạn mỗi buổi sáng thức dậy mình thích mở cửa sổ nhìn ra bầu trời hôm nay trời mưa nè không có thấy mấy con chim bay trên bầu trời nữa nhưng mà một hơi thì lại thấy bầu trời đẹp trở lại nắng mưa mỗi ngày thay đổi đưa cháu ngoại đi học rồi về tới nhà uống thuốc uống cà phê nếu trời không có mưa thì mình ra vườn còn có mưa thì ở trong nhà sẽ nấu món ăn rồi chia sẻ. Từng rồi mình có đi chợ Việt Nam, thấy có những cái món ăn như đây là tép ở Việt Nam gửi qua, mình có dùng tép này để làm bánh xèo thì ngon lắm. Còn chiên bột câu thì mình cũng thể ướp nè, mình chiên giòn hoặc mình nướng. Gà con, loại này ngon lắm, mình nấu cơm gà hay xào ngon. Nói về măng Loại này mình có thể mua về mình xào với tỏi, đơn sơ hoặc làm món gỏi cũng ngon lắm. Cháu ngoại nói bà ngoại mua bánh bột về chiên cho con ăn rồi mua đậu hũ luôn cho cháu bởi vì cháu mình chỉ thích có hai món này thôi. Để nấu món ăn cho cô chú và các bạn xem đây là cái món mình sẽ dùng đó là sườn thịt pork chop. Mình sẽ làm như thế nào cho nó ngon dễ lắm không có khó nếu như mà mình mua thịt để trong tủ đá mình sẽ lấy ra cho vào cái thau nước lạnh liền cho nó hơi tan rồi mình gỡ nó ra còn nếu như miếng thịt mình mua đó mà không có đóng đá thì mình không cần phải làm như vậy bây giờ để nói về miếng thịt làm sao cho ngon lựa cái miếng nào nếu nó mỏng thì cũng được còn không thì dày mình cũng có cách để làm cho nó mỏng lại thịt đừng có lượm nạt quá có hơi mỡ mở như vậy thì mới ngon bây giờ mình sẽ lấy cái thao để nước lạnh vào đó sau đó mình cho vào đây là nửa muỗng canh muối quậy cho thật là đều cho nó tan hết muối rồi mình mới ngâm cái thịt vào trong này hai ba tiếng ba bốn tiếng không có sao hết cô chú và các bạn đừng có sợ bị gì hết bởi vì mình ngâm như vậy đó máu trong thịt xương nó sẽ ra hết sau đó mình sẽ rửa cho thật là sạch trở lại rồi mình mới đem đi ướp. Nói về thịt thì mình có thể lựa cái miếng mỏng. Còn nếu như cái miếng hơi dày thì cũng không có khó để làm. Bây giờ mình đem một cái thí dụ. Đây là một miếng thịt nè. Mình đã rửa sạch. Rồi bây giờ mình sẽ cắt như thế nào ha. Nếu miếng thịt này nó mỏng đó thì cô chú chỉ cần khứa ba khứa như thế này. Nửa đường thôi nha Đừng có khứa tựa trên miếng xương khứa xuống Rồi nếu như miếng thịt này nó dày đó Thì mình sẽ dùng con dao Mình sẽ cắt nó như là làm hai ra như vậy đó Gọi là lạng sơ sơ thôi Cho nó vô tới trong Nửa đường là được rồi Coi chừng cẩn thận nha Mình làm riết nó quen Còn nếu như cô chú và các bạn không có quen á Thì lựa mấy miếng mỏng mỏng đi ha Rồi mình sẽ khứa làm ba như thế này đơn giản lắm bây giờ mình lặt ngược nè đó như vậy khi mình ướp thịt đó miếng thịt nó rất là ngon rồi mình dằn nó sơ sơ như vậy là được rồi sau đó tất cả mình sẽ để qua một bên bây giờ mình nói về gia vị nói đến gia vị mình sẽ biên ở dưới phần mô tả để cho cô chú và các bạn khi càng biên ra rồi làm nhưng mình sẽ nói đơn sơ nếu như mình không có bột hành bột tỏi đó thì mình có thể dùng tỏi và hành mình bầm nhuyễn rồi trộn để ướp nha bây giờ nói về bột nêm gà nè nước tương ngũ vị hương ông đầu bếp gì cũng được dầu me rồi tương ớt bột tỏi bột hành tiêu ngũ vị hương bột gừng nhưng những cái món quan trọng mình cần phải có đó là đây là nước khóm mình tới cái quầy mà người ta để bán nước ngọt mấy cái apple juice này kia đó người ta để ở cái phần đó rồi nói thêm những thành phần quan trọng nữa đó là gì nói về mật ong mật ong khi mình ướp thịt thì cái thịt mình nó rất là thơm nếu không có mật ong đó thì cô chú có thể dùng sữa đặc thí dụ như sữa ong thọ nè hay hiệu nào cũng được còn nói về dầu ăn thì đây là một loại dầu để mà mình ướp thịt nha. Để ướp tất cả những loại thịt, loại cá thì cái miếng đó nó sẽ thơm lắm. Còn nói tới gì thì một phần nữa đó là mè, nếu mình cần thì cho vào, không thì cũng không sao. Bây giờ làm cách nào để mà mình trộn hết tất cả, mình sẽ dùng vào đây là bốn muỗng dầu ăn, một muỗng nước tương, một muỗng dầu mè và cho vào đây là nửa muỗng bột tỏi. Bột tỏi này nó có muối sẵn rồi nha cô chú. Nếu không thì cho 1/4 muối cũng được, 1 muỗng canh bột hành. 1/4 muỗng gừng. 3/4 ngũ vị hương. 1/4 tiêu, nếu mình không thích thì đừng cho vào. Rồi, mình sẽ cho vào đây luôn là 1/4 bột nêm gà. 4 muỗng canh nước khóm 2 muỗng canh mực ong hoặc là sữa ong thọ tất cả mình trộn cho thật là đều nếu muốn thì cho vào đây một muỗng canh mè không thì thôi mình để cuối cùng cũng được rồi tất cả đã trộn đều hết rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vào đây mình ướp ướp thịt rồi cô chú để ở ngoài để khi một hai tiếng sau đó mình sẽ nướng thịt hoặc là cho vào tủ lạnh ngày mai còn nếu không hả ướp sẵn cho vào tủ đá khi cần thì lấy ra mình nướng như vậy là tất cả mình đã ướp xong hết rồi và đây là cái tô mình cho mẹ vào nè đó bây giờ nói đến là mở hành thì mình sẽ không có lấy cái đầu mình sẽ lấy cái lá mà thôi bắt cái nồi lên cho vào đây khoảng hai ba muỗng canh dầu ăn cho cái dầu nó nóng cái đã sau đó mình mới đổ hành vào. Khi hành đã cho vào rồi đó thì tắt lửa nha. Tắt lửa liền để cho hành có được cái màu xanh. Như vậy thì cái hành của mình đã đẹp nè, xanh khi mình cho lên cơm hoặc là cho lên tô bún, ngon lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về thành phần làm nước mắm. Nước mắm thì dễ lắm, không có gì khó. Nếu cô chú thích làm nước mắm theo kiểu gia đình ăn thì bỏ qua cái công thức này. Nếu không thì đây là cái công thức mình làm rất là đơn giản luôn. Nước mắm thì tùy theo loại, nhưng loại này thì nó sẽ mặn hơn một chút, mình sẽ dùng là một muỗng nước mắm nè. Cho vào đây là 3 muỗng đường. Cho luôn vào đây là 5 muỗng nước sôi, mình quậy cho thật là đều lên. Khi mình trộn tất cả rồi Cô chú nêm lại một chút nha Coi cô có mặn Thì mình cho nước Rồi bây giờ tất cả đã cho hết vào như thế này rồi Mình quậy đều lên ha Rồi bây giờ mình cho vào đây khoảng Nửa muỗng canh Chanh Dắt nước chanh cho vào Hơi chua chua là được rồi Còn nói về ớt với tỏi Thì mình có thể bầm cho vào Còn mình á, ở nhà mình lúc nào cũng có cái hũ này là hũ nước mắm tỏi và gừng tất cả mình cho vào đây rồi mình cho vào một miếng trồng nước mắm ăn rất là ngon nếu cô chú không có thích gừng thì đừng có cho gừng mình thì hay dùng gừng ăn cho nó thơm hơn một chút nhưng vậy là đã xong hết rồi nếu như mình ăn với bún thì cô chú có thể luộc bún lên rồi cho dưa leo nè làm xà lách là một tô cách luộc bún như thế nào mình cũng có một cái video chia sẻ rồi bây giờ nói về nướng thịt mình sẽ dùng một cái lò air fry mình dặn lên đây là 350 độ F cho 25 phút khi cái lò được nóng rồi mình mở nắp ra mình sẽ cho thịt vào đây nướng khoảng 12 15 phút gì cũng được rồi sau đó mình mới mở cái lò này ra mình mới đặt ngược miếng thịt trở lại nếu như cô chú và các bạn còn cái nước gia vị còn lại đó mình cho vào đây luôn nha chế lên trên mặt rồi như vậy là mình đã nướng xong hai mặt thịt rồi tất cả đã sẵn sàng đây là món ăn của gia đình hai vợ chồng ông xã thì thích ăn cơm gạo thường không có gạo tắm cũng được miếng thịt thì mình sẽ cho lên đây là mỡ hành nè rồi xà lách vài miếng cà vài miếng dưa leo còn mình á thì ăn với bún bún thịt rau sống có chút xíu rau thơm ở sau khu vườn dưa leo rồi chan nước mắm như vậy là món ăn của hai vợ chồng đã xong rồi hy vọng cô chú và các bạn có thể làm một món ăn đơn giản cho gia đình nè nhanh gọn và lẹ để làm món này không có khó đâu mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân đừng quên cho nhau những nụ cười và cũng đừng quên vào xem cô Hồng cuộc sống Mỹ khu vườn chia sẻ cuộc sống mỗi ngày cô chú và các bạn nếu thích thì để lại comment nếu mình tâm sự vui vẻ chia sẻ là niềm vui đây là cái khu nhà mình ở, sau lưng đó là có quy một cái bãi trống như thế này. Người ta trước kia là trồng tỏi nhưng bây giờ không biết người ta sẽ làm như thế nào. Kế bên đó thì có một cái khu vườn hoa đẹp lắm. Khi nào có hoa mình sẽ đến đó quay, đẹp lắm cô chú ơi.